Người dùng Grab sẽ phải trả thêm phụ phí thời tiết nắng nóng với các dịch vụ như là Grab hay Grab Food. Và chính sách này được Grab áp dụng từ ngày 6 tháng 7. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì Grab phụ thu thêm phí nắng nóng là 5.000 đồng đối với chuyến xe Grab và mỗi đơn hàng Grab Food hay Grab Còn mức phụ thu này với dịch vụ Grab Express là 3.000 đồng với một đơn hàng. Grab cho biết mức phụ thu này nhằm hỗ trợ giảm bớt nỗi vất vả cho các tài xế khi thực hiện các đơn hàng. Đây cũng là ứng dụng gọi xe đầu tiên áp dụng chính sách phụ thu thời tiết nắng nóng như thế này. Thông thường các hãng gọi xe chỉ áp dụng phụ phí vào dịp Tết âm lịch với mức là từ 10.000 đồng cho đến là 15.000 đồng hay là phụ phí ban đêm cho mỗi đơn hàng chuyến xe. Hiện Grab và các doanh nghiệp khác cùng ngành đang phải chật vật giữ chân tài xế khi mà giá xăng thì liên tục tăng cao trong vài tháng qua. Gần đây thì nhiều khách hàng tại Hà Nội thường xuyên phải chờ đợi khá lâu mới đặt được dịch vụ giao đồ ăn hay gọi xe vì các ứng dụng không tìm được tài xế. Tại các thị trường khác như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Huế, phụ thu thời tiết nắng nóng với các dịch vụ GrabBuy và GrabFood đều là 5.000 đồng. Phụ phí sẽ được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị trên biên nhận khi mà tài xế nhận chuyến xe. Tuy nhiên, sau thông báo của Grab thì nhiều người đang thắc mắc không biết Grab sẽ xác định thời điểm, điều kiện thời tiết như thế nào là nắng nóng để áp dụng phụ phí này.